Chỉ trong vòng chưa đến 2 tuần thì thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp ghi nhận thêm 11 ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ chưa rõ nguồn lây. Vì vậy, ngành y tế thành phố đang thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền phòng tránh và kêu gọi người dân có triệu chứng nên khai báo y tế thành thực để được cách ly và điều trị kịp thời. Ghi nhận một ca nhiễm đậu mùa khỉ trên địa bàn, mỗi ngày nhân viên y tế trạm y tế xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đều phát tờ rơi tuyên truyền, tư vấn cho người dân phòng tránh và cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế nếu có dấu hiệu mắc bệnh. Khi mà có ca đậu mùa khỉ đầu tiên thì đối với Ủy ban dân xã thì Ủy ban dân xã là đăng các cái truyền thông trên các trang fanpage. Cái thứ hai là xung quanh cái ca bệnh đậu mùa khỉ và có truyền thông cho những người tiếp xúc gần với ca bệnh. Mình bị mắc bệnh đậu mùa khỉ, các triệu chứng thì phải liên hệ ngay lập tức ngay đến với cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn và chăm sóc và điều trị. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay toàn thành phố đã phát hiện 13 ca nhiễm đậu mùa khỉ, trong đó có 11 ca được xác định là lây lan trong cộng đồng, không có yếu tố lây nhiễm từ nước ngoài. Vì vậy, theo các chuyên gia ngành y tế, bệnh đã du nhập và lưu hành tại Việt Nam. Với cái dữ liệu hiện tại thì chúng tôi nghĩ rằng là bệnh đậu mùa khỉ đang có cái tình trạng lây lan ở trong cộng đồng, trong một số cái nhóm đối tượng nguy cơ nhất định trong cộng đồng. Tất cả những cái can thiệp của ngành y tế cũng sẽ phải hướng vào trong việc là động viên hỗ trợ những nhóm nguy cơ này, họ sẽ đồng thuận với việc mà tự theo dõi sức khỏe của mình. Khi mà phát hiện triệu chứng nghi ngờ thì sẽ đến những cơ sở y tế để được bác sĩ hướng dẫn chăm sóc. Trên thực tế, bệnh đậu mùa khỉ không dễ lây lan trong cộng đồng, chỉ dễ lây ở một số nhóm người có nguy cơ cao như người có nhiều bạn tình, không bảo vệ bằng bao cao su. Ngành y tế kêu gọi người có dấu hiệu mắc bệnh cần đến bệnh viện thăm khám ngay và được bác sĩ tư vấn để có biện pháp cách ly và điều trị hiệu quả, tuyệt đối tránh tình trạng lây cho người khác. Thế thì cái đậu mùa khỉ này thì ngoài ra nó cũng đã ghi nhận là có thể có những biến chứng đến não hoặc là các phụ tạng khác, chủ yếu thì vẫn là dây tiếp xúc gần trực tiếp nhiều hơn, da với da hoặc là qua một số quan hệ gần gũi. Hiện nay thì chúng ta cũng chưa có vaccine để phòng ngừa đậu mùa khỉ, do đó mà chúng ta lưu ý. Các chuyên gia khuyến cáo các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ gồm phát ban cấp tính ở một số nơi trên cơ thể, sốt trên 38 độ, nổi hạch, đau cơ, đau lưng, suy nhược. Khi phát hiện bản thân có các triệu chứng này, người dân cần chủ động cách ly, tránh quan hệ tình dục, đồng thời liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi và điều trị.